Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Margin ATM. Mình là Zach, mình là main mạng crypto và forex. Rất vui được gửi đến anh em những thông tin cần thiết về crypto ngày hôm nay. Video hôm nay Zach muốn đề cập đến một chủ đề, đó là đồng coin Sushi. Đồng Sushi hiện tại đang là một trong những đồng coin có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong 24 giờ qua trên sàn Binance. Tuy nhiên, trong ngày hôm qua chúng ta đã phải đón nhận một cơn bão khá là lớn khi mà Bitcoin trong vòng 2 ngày đã giảm giá hơn 3.000 đô la để khiến cho vốn hóa của thị trường crypto giảm từ 585 tỷ đô xuống còn 516 tỷ đô, là gần 100 tỷ đô vốn hóa đã bị bốc hơi. Kéo theo đó là rất nhiều đồng coin, trong đó có Sushi đã giảm rất là mạnh. Sushi trong cơn bão hôm qua đã giảm xuống còn 0.9 đô la. Tuy nhiên, chưa đầy 24 giờ sau, Sushi đã hồi phục nhanh chóng và hồi phục gần 60% để đạt được ngưỡng 1.5 đô la. Vậy lý do tại sao đồng Sushi có thể có một sự hồi phục nhanh đến như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu về lý do, và Zach trong video này sẽ cung cấp cho anh em về cái nhìn về phân tích kỹ thuật để anh em có những cái nhìn khách quan và nhìn xa hơn khi mà muốn đầu tư vào đồng Sushi này nhé. Trước tiên chúng ta coi về những tin tức xung quanh đồng Sushi. Chúng ta có thể thấy được là đồng Sushi trong tháng 11 đã ra rất là nhiều tin tức. Điều đó chứng tỏ là niềm tin của nhà đầu tư đối với đồng Sushi đã bắt đầu tăng trở lại. Và nhất là cái tin tức về thanh khoản của Uniswap được chảy vào Sushi Swap. Điều này khiến cho các nhà đầu tư tin rằng một tương lai sáng sủa hơn của Sushi sẽ về tương lai không xa thì Sushi sẽ tăng trưởng trở lại. Nên là hiện tại, cái vùng hiện tại có thể là cái vùng giá rất tốt để có thể gom hàng. Về dòng tiền của Sushi, chắc sẽ cung cấp cho anh chị một cái hình như sau. Đây là dòng tiền của Sushi trong vòng 3 ngày. Cái đường màu vàng, đây cái vùng màu vàng trong cái đồ thị anh chị có thấy là cái đường giá của Sushi. Và cái đường màu xanh dương này, đó là cái đường dòng tiền của Sushi. Nếu mà cái đường xanh dương này càng giảm thì đồng coin Sushi sẽ càng được rút ra khỏi sàn nhiều, có nghĩa là nhà đầu tư sẽ mua trên sàn và rút ra khỏi sàn để cất vào ví riêng của họ. Đây chị có thấy đấy, trong cơn bão ngày hôm qua, đây cơn bão ngày hôm qua thì giá Sushi đã giảm xuống khá là mạnh, thì khi đó rất là nhiều nhà đầu tư đã chuyển đồng Sushi của họ vào lại trong ví. Đây là một giai đoạn hoảng sợ của nhà đầu tư và họ đã có những quyết định sai lầm khi mà họ đã đép tiền vào sàn và họ đã bán. Điều này đã khiến cho một lượng lớn những nhà đầu tư họ đã độc chốt tại đáy. Họ đã phải bán tháo tại đáy. Sau đó trong vòng chưa đầy 24 giờ thì giá trị của Sushi đã được tăng hồi phục lại 60%. Đây anh chị có thấy là trong cái giai đoạn đó thì các nhà đầu tư có niềm tin về Sushi, họ đã tiếp tục gom hàng và họ đã dần dần họ gom hàng thành công và họ đã rút ra khỏi sàn một cái vào ví. Điều này chứng tỏ một số lượng càng lớn đồng Sushi đang được nắm giữ bởi các nhà đầu tư thì giá trị của đồng Sushi sẽ càng khó bị giảm đi khi mà thanh khoản càng cao như vậy. Các nhà đầu tư họ đã bắt đầu giữ hold cái giá trị, hold những đồng Sushi, thì những đồng Sushi sẽ khó bị bán ra khỏi thị trường thì cái giá nó sẽ khó bị giảm đi. Đây là cái vấn đề anh chị cần lưu ý. Tiếp theo chúng ta sẽ phân tích kỹ thuật. Trước tiên chúng ta sẽ coi về BTC Đơn. Đây là cái mức vốn hóa của BTC so với những đồng altcoin. Thì chúng ta có thể thấy đây là cái vùng phân tích của mình. Khi mà BTC Dom đạt được cái vùng này thì mình đã vẽ trước là đồng và là Dom nó sẽ tăng lên cái mức là 64.47. Khi đó là nó sẽ bắt đầu điều chỉnh, khi mà cái Dom này chạm cái mức kháng cự thì nó sẽ bắt đầu điều chỉnh. Và với cái kỳ vọng của mình là nó sẽ điều chỉnh về cái vùng 57.4, 57.5.
Thì khi cái đơm điều chỉnh xuống cái vùng này, bắt đầu điều chỉnh từ đây xuống vùng này, thì mình nghĩ oxidation có thể xảy ra, nhưng mà chúng ta phải bắt đầu phải theo dõi thật kỹ trước khi đưa ra những quyết định về thu gom, thu mua những đồng tôn khôi để tham gia vào cái mùa này, vì có thể có những cái cú mà cài bẫy của cá mập khiến cho thị trường này sụp đổ chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể biết, nên chúng ta phải cần có những cái nhìn tổng quan xa hơn hơn là một cái chart đơn thuần như thế này nhé. Tiếp theo là về chart của sushi. Để nói về cái giai đoạn tăng giá này, trước tiên Jack sẽ nói về cái giai đoạn mà tích lũy của sushi. Ở cái giai đoạn tích lũy của sushi thì giá bắt đầu có biên độ rất là thấp và đi ngang như thế này đây. Đây là cái điểm swing low. Đây anh chị lưu ý cái điểm này thì mình. Đây là cái điểm swing win high chứ, xin lỗi. Đây là cái điểm swing high mà tại đó khi giá trị của sushi vượt qua được cái điểm này thì xác nhận đảo chiều. Đây anh chị có thể thấy sau một thời gian giai đoạn tích lũy này của sushi thì bắt đầu có một cái cây tăng giá rất là mạnh và đã phá vỡ được cái điểm swing high này. Đã điều này chứng tỏ một điều là cái cây giá này đã xác nhận sushi bắt đầu đảo chiều. Thứ hai, yếu tố thứ hai Jack muốn nói tới đó là cái mô hình đảo chiều đây. Đây là một cái mô hình rất là cơ bản. Khi mà mô hình này xuất hiện ra thì nó sẽ chứng minh được một điều là giá của sushi bắt đầu có sự đảo chiều. Và đúng như vậy, sau một thời gian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày, trong vòng một tuần sau thì giá sushi đã phá được cái ngưỡng swing high này và đã bắt đầu đi lên. Tiếp theo Jack muốn nói tới là về volume. Đây là volume của cái mốc volume này, chính là cái mốc mà các nhà đầu tư gom hàng nhiều nhất. Đây anh chị có thể thấy là đây là cái mốc mà nhà đầu tư giao dịch nhiều nhất, volume giao dịch nhiều nhất tại cái khung giá này. Và khi cái giá nó phá xuống cái vùng giá này, nó đã nhanh chóng hồi lại và bắt đầu chuyển hướng đi lên. Và khi nó đạt được cái phá được cái mức giá mà tại đó volume nó cao nhất thì sau đó giá đã được đẩy lên rất là mạnh, chứng tỏ một điều rằng ở cái vùng này có rất nhiều nhà đầu tư gom hàng. Và khi họ gom hàng thành công, nhất là ở vùng dưới đây họ gom hàng thành công, họ đã đẩy giá đi lên và phá được cái điểm swing high này để giúp cho cái giá của sushi xác nhận bắt đầu đảo chiều. Tiếp theo là mình nói về cái volume của sushi nhé. Tại cái giá, cái cây giá là mà cái cây nến mà thân cao thế này đây, thì chúng ta có thể thấy volume của nó rất là lớn. Volume của nó đạt gần như cực đại, là phá vỡ những cái cây volume nhỏ dưới đây. Điều này càng chứng tỏ đều là giá trị và khối lượng giao dịch ở sushi đã bắt đầu quay trở lại, và các nhà đầu tư họ đã bắt đầu bơm tiền vào, phe mua họ đã bơm tiền vào để đẩy giá đi lên. Đây là những yếu tố giúp cho Jack khẳng định một điều là sushi đã bắt đầu tăng giá. Đây chúng ta sẽ bắt đầu bỏ những cái này đi. Sau cái giai đoạn tăng giá này, bắt đầu là thị trường cũng cũng hồi phục khá là tốt. Và tại sao Jack lại có thể dự đoán được cái vùng này sẽ là vùng nó hồi về trong vòng 3 ngày trước khi BTC giảm giảm giá, thì Jack đã có post một cái link Trading View vào group Margin ATM, và Jack sẽ dự đoán là giá sushi từ 1.3 1.393 sẽ đi về lại với vùng 0.1 cho đến 0.9 cho tới 1 đô. Và đúng như dự đoán thì sushi trong đợt bão đã giảm về 0.9 đô. Và đương nhiên là dự đoán của Jack ở đây chỉ là cái điểm điều chỉnh của sushi chứ không phải là cái vùng mà bắt đầu xả bán. Thì chúng ta tại sao Jack có thể xác định được cái vùng này? Thì đơn giản là theo Elliott, Jack sử dụng Fibonacci và Jack vẽ.
thì chúng ta có thể thấy thì tại cái điểm 0.618 thì cái giá đã về đúng cái điểm này và bắt đầu bật lên khá là tốt. Vậy chúng ta nên làm gì trong thời điểm này? Trong vòng 3 ngày trước, Jack đã nói nhiều anh em chờ đợi để có thể gom hàng của sushi hoặc là Alpha. Thì con sushi này Jack đã hạ cho cái vùng mua ở đây và rất nhiều anh em đã mua được. Thì bây giờ chúng ta nên chờ đợi giá có thể di chuyển tiếp theo lên cái điểm đây. Điểm này chính là cái điểm down mà để xác định một cái xu hướng tăng tiếp diễn. Thì khi mà giá của sushi phá được cái điểm down này thì nó sẽ bắt đầu đi lên. Đây, giá của sushi phá được điểm down này thì nó sẽ bắt đầu đi tiếp đi lên. Thì anh chị nên làm gì khi mà giá bắt đầu nó đạt tới điểm này? Tại vì chưa chắc khi mà giá đạt tới điểm này thì giá nó sẽ đi tiếp, hoặc là giá vẫn có thể đi xuống bình thường, gặp ngay kháng cự nó đi xuống lại bình thường. Nên việc của anh chị nên làm đó là bán một phần trong lệnh của mình đi ở tại điểm này và giữ lại một phần để gồng lên cái điểm TP tiếp theo. Chắc sẽ dự đoán giá của sushi trong vài ngày tới như sau. Chắc sẽ dùng Fibo thoái lui để dự đoán. Đây, đây là những điểm mà sushi sẽ đạt được trong những ngày tới và cần phải phá bỏ để đạt được những mốc cao hơn. Đây là mốc 1, đây là mốc 2, đây là mốc 3. Đây là ba mốc phải phá được, một là 1.755, hai là 2.26, ba là 3.09. Đây là một cái giá rất là khả quan nếu mà chúng ta gom được hàng ở vùng 0.9D1. Là nếu ở đây là HRR chúng ta đã bằng 2 và RR ở đây chúng ta đã bằng 3 rồi. Khá giá khá rất tốt nên anh chị có thể chốt một phần tại cái điểm kháng cự này và chúng ta sẽ gồng lên những cái TP tiếp theo. Vậy về sau, tương lai sắp tới thì sushi giá sẽ đi như thế nào? Thì giá sẽ dự đoán như sau. Giá sẽ từ đây đi lên tới đây và hồi phục về đây và đi lên tới đây. Tại điểm này chúng ta sẽ bắt đầu đánh giá tiếp, có thể là giá sẽ gặp một cái hỗ trợ ở đây, gặp cái kháng cự ở đây và hồi về cái hỗ trợ ở gần đây và sẽ đi lên một cái mức giá tiếp theo cho đến khi đạt đến ngưỡng của giá trị của sushi. Cho nên việc anh chị đã gom được hàng ở mức 0.9 cho tới 1 đô này thì anh chị cố gắng gồng cho ba mức ở đây và anh chị có thể chốt lời ở ba mức ở đây là ok. Còn ở điểm trên đây chúng ta cũng không cần chờ đợi để làm gì đâu. Đây chỉ là cái giai đoạn FOMO của sushi và chúng ta không nên tham gia vào. Chúng ta chỉ nên bán ra chứ chúng ta không nên gom vào nữa. Đây là những cái điểm mấu chốt mà chúng ta cần quan tâm, nên là anh chị cần đặt những cái thông báo của mình tới những điểm này và quyết định những hành động thật là sáng suốt, out out lệnh chứ không nên mua vào nhé. Cái điểm mà anh chị có thể mua vào tốt nhất là điểm tại đây, khi mà giá của sushi phá down, khi mà giá của sushi phá lên được rồi á, anh chị sẽ gom hàng tại đây và chờ bán tại điểm này. Tuyệt đối anh chị không được mua tại điểm này và bán trên đây, vì có thể cái vùng đây là sẽ là cái vùng không thể xảy ra và nó sẽ phá down không được và nó sẽ đi xuống, nên chị cân nhắc chỉ mua ở điểm này chứ không mua ở điểm khác trở lên này nữa nhé. Đây là về phân tích kỹ thuật. Đương nhiên là những anh chị mà hold hold kèo thì họ sẽ có những cái hành động xử lý giá khác nhau, nên là chúng ta nên là cái video này chỉ là một lời khuyên và những là lời khuyên và là tầm nhìn sắp tới cho đồng sushi. Vâng, cảm ơn anh chị đã cùng lắng nghe video này. Chúc anh chị một ngày tốt lành.